Tin chất lượng không khí Hà Nội ngày 26 tháng 10 2023 mọi người này. Ok, chào mọi người, thì buổi sáng hôm nay thì mình ra tiếp tục lên video. Thì cái video buổi sáng nay mình sẽ lại tiếp tục nói về cái chất lượng không khí của Hà Nội trong ngày hôm nay, ngày 26 tháng 10 2023. Đấy, thì hiện tại chất lượng không khí thì đây, chúng ta có thể xem ở cái màn hình điện thoại mình đang kéo lên mọi người đây. Đấy, thì sau khi mà chúng ta kéo ấy, thì chúng ta có thể là ví dụ như là hôm nay, ví dụ như là chất lượng không khí đã cải thiện hơn một chút so với ngày hôm qua, nhưng một chút thì mọi người nhé, chất lượng không khí ở Hà Nội chúng ta vẫn rất là bụi luôn. Ví dụ như hôm nay là Hồ Tây hôm qua chỗ Đặng Thái Mai này thì là cái lượng bụi là 210 microgram trên mét khối, thì hôm nay xuống 165. Đấy, một số vùng đã tốt hơn, ví dụ như vùng Cầu Giấy hôm nay có 111 thôi. Đấy, một cái loại cái cỡ 111 thì nó sẽ không, cũng gọi là ok hơn một chút thôi, chứ còn vẫn là bụi mọi người nhé. Nói chung là cái thứ hai là đấy, các bác có thể nhìn cái bản đồ các cái vùng đây. Tốt nhất là chúng ta không nên tập thể dục buổi sáng mọi người nhé. Buổi sáng là buổi mà rất là nhiều bụi. Nhiều người nghĩ là tập buổi sáng tốt, nhưng mà mùa này thì riêng mùa này thôi, mùa này là cái mùa rất là nhiều bụi buổi sáng. Chúng ta không nên tập, hãy chờ nắng lên. Có thể chúng ta sẽ tập buổi chiều. Chờ nắng lên thì bụi nó sẽ thoát đi, thì chúng ta thể dục cũng tốt hơn cho sức khỏe. Đấy. Và hy vọng là với cái bản tin mới nhất này thì chúng ta sẽ cập nhật được cái chất lượng không khí để mọi người ra đường thì có thể tránh những cái vấn đề về bụi. Chúng ta có thể trang bị thêm những cái thiết bị để